Xin chào các bạn trẻ chuẩn bị tham gia cái hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi, tuyên truyền về nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp. Thời gian gần đây thì có rất nhiều bạn điện thoại nhắn tin có hỏi tôi về cái việc lựa chọn đề cương là như thế nào, rồi chuẩn bị đề cương là như thế nào, rồi cái việc thuyết trình làm sao để cho nó sinh động, nó hấp dẫn, và nhiều cái ý kiến khác. Thế thì cũng xin thưa các bạn, tôi thì vốn là một cái người cũng đã làm báo cáo viên ở trong quân đội, rồi là ở doanh nghiệp nhiều năm, rồi cũng đã từng tham gia một số cái hội thi của báo cáo viên ở trong quân đội, và mới đây nhất thì cô tham gia cái hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019 với cái tâm huyết với nghề nghiệp, và cũng đứng trước những cái băn khoăn thắc mắc của các bạn trẻ. Thì hôm nay tôi cũng mạnh dạn làm cái clip này để rồi muốn trao đổi với các bạn trẻ một số vấn đề liên quan đến cái hội thi mà đang diễn ra ở cấp cơ sở và tới đây ở các cấp khác. Thế thì đây chỉ là những cái ý kiến mang tính cá nhân để các bạn tham khảo. Thế thì bạn nào xem, nghe có thể là sử dụng được một vấn đề gì đó ở trong cái nội dung này, thì đấy cũng là cái mục đích của tôi muốn giúp các bạn. Thế còn những cái nội dung mà mình cảm thấy chưa phù hợp thì cũng mong các bạn bỏ qua cho, và coi như là các bạn chưa coi cái video clip này. Thì hôm nay tôi xin muốn được trao đổi với các bạn một số vấn đề. Cái thứ nhất là tôi muốn nói về cái các bước để chuẩn bị cho cái việc tham gia hội thi nó như thế nào. Và cái thứ hai là một số điểm lưu ý trong quá trình chuẩn bị cho hội thi. Ví dụ như là cái việc lựa chọn cái chuyên đề nó như thế nào, rồi cái chuẩn bị đề cương như thế nào, rồi làm cái phần trình chiếu như thế nào, và khi thuyết trình thì cần chú ý một số điểm như thế nào. Trước hết thì xin nói về cái các bước để mình chuẩn bị cho một cái nội dung mình thuyết trình. Thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải lựa chọn cái nội dung thi. Đây là một cái nội dung mà rất quan trọng. Thậm chí nó có thể quyết định đến cái kết quả tham gia hội thi của mình. Bởi vì anh lựa chọn đúng thì cái phần dự thi của anh sẽ đạt những cái hiệu quả tốt hơn, hay hơn. Lựa chọn chưa đúng, có thể nó chưa hay, nhưng mà lựa chọn sai thì như vậy là mình hay gọi là lạc đề đấy. Thì coi như vậy là hỏng mất rồi. Khi mà lựa chọn được cái nội dung thi rồi, thì chúng ta phải nghiên cứu cái nghị quyết và các cái tài liệu mà liên quan đến cái nội dung mà mình sẽ tham gia thi. Bây giờ cái nghị quyết thì đã có sẵn rồi, nhưng mà nếu các bạn chọn được cái cuốn tài liệu mà dành cho báo cáo viên thì cái cuốn đó nó phân tích sâu sắc hơn, đầy đủ hơn. Cái tài liệu thứ hai mà các bạn cần tìm là các bạn vào cái tạp chí tuyên giáo, thì trong đó gần đây là đăng nhiều các cái bài viết phân tích những cái điểm mới, những cái điểm cơ bản của là nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Hoặc là các bạn cứ vào Google, các bạn gõ tên của các đồng chí là Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, hoặc là đồng chí Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký của Hội đồng Lý luận Trung ương, thì các đồng chí đó có nhiều bài viết rất sâu
rất hay. Bước tiếp theo là chúng ta viết cái đề cương dự thi. Thì cái đề cương dự thi này người ta yêu cầu mình viết để mà thuyết trình thực tế ở đơn vị là phải từ 90 phút đến 120 phút. Và như vậy là cái độ dài của nó thì cũng tùy theo ban tổ chức hội thi, người ta có thể quy định từ khoảng 10 đến 12 trang. Và cái đề cương dự thi này là cái đề cương mà hoàn chỉnh cho một cái buổi thuyết trình, một cái buổi tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết. Sau khi chuẩn bị cái đề cương xong, nó thật là chu đáo, chỉnh chu, thì ta bước tiếp theo là ta lại cắt gọt cái đề cương đó để làm sao cho phù hợp với phần thi của chúng ta, là từ khoảng 20 đến 25 phút. Mà cái khó của cái người đi thi là mình chuẩn bị đề cương thì dài thì nhiều, nhưng đến đó mình chỉ thi, chỉ trình bày trong vòng từ 20 đến 25 phút. Thế thì mình phải cắt gọn, phải nói làm sao đây để mà vừa khái quát được cái nội dung của mình dự thi, đồng thời mình đi sâu vào phân tích một số vấn đề, những cái điểm nổi bật, những cái điểm cốt lõi, những cái điều mà mình tâm đắc. Bước tiếp theo là sau khi chúng ta chuẩn bị cái đề cương này xong thì chúng ta mới làm cái slide trình chiếu để phục vụ cho cái phần thi của mình. Tiếp theo thì chúng ta phải là thuyết trình thử, để xem thử là mình cắt gọt như thế là đã đủ chưa, thì để rồi mình điều chỉnh cho nó phù hợp. Ví dụ như người ta, ban tổ chức yêu cầu cái thời lượng thuyết trình của mình là tối đa là 25 phút, thì chúng ta cố gắng làm sao mà duy trì đúng khoảng là từ 24 đến 24 phút 30 giây. Và chúng ta lưu ý cho là cái thời lượng mà chúng ta thuyết trình đấy là tùy thuộc vào tâm lý của chúng ta đấy. Khi mà tâm lý chúng ta hào hứng, chúng ta có thể nói với tốc độ nhanh hơn thì cái thời gian kết thúc sớm hơn. Rồi đôi khi rồi lại là ta ế a một chút thì nó lại vi phạm vào cái thời gian mà ban tổ chức hội thi đã đặt ra. Và trong quá trình mà chúng ta thử thuyết trình đấy thì chúng ta lại tiếp tục điều chỉnh. Có cái nội dung nào đó có thể cần phải thay thế, thay đổi. Có những cái câu chữ nào đó mình cảm thấy nó chưa thật hay, chưa thật tâm đắc, ta có thể thay bằng cái nội dung khác, bằng cái câu từ khác, để làm sao cho cái bài thuyết trình của mình ngày càng hoàn chỉnh. Và cuối cùng là chúng ta tập luyện, tập luyện thật nhiều lần cho nó nhuần nhuyễn, cả về nội dung, cả về phương pháp, để làm sao mà khi chúng ta bước lên trên cái bục dự thi là chúng ta hoàn toàn tự tin. Cái thứ hai là tôi xin muốn được trao đổi với các bạn trẻ về một số điểm mà cần chú ý khi mà chúng ta tham gia cái hội thi này. Trước hết là cái việc lựa chọn nội dung thi. Thì có lẽ là các bạn nắm cho tôi cái ba cái nguyên tắc để lựa chọn cái nội dung thi như thế này. Cái nguyên tắc thứ nhất, đương nhiên phải là theo cái hướng dẫn của trên. Thế thì người ta hướng dẫn là thi vào cái nội dung nào, thi cái gì thì mình phải bám vào đó. Chứ còn nếu không là mình sẽ lạc đề. Và ở đây tôi lưu ý là có khi người ta đưa cái nội dung ra đấy nhưng mà nhiều bạn vẫn nhầm. Đây là thi tuyên truyền, giới thiệu về nghị quyết, chứ không phải là thi một cái chuyên đề về thời sự. Cho nên là một cái chủ đề mà ban tổ chức đưa ra thì ta phải bám vào cái chủ đề đó và phải giới thiệu được khái quát cái nội dung đó và đi sâu vào 1, 2, 3 vấn đề gì đó là chúng ta tùy chọn. Chứ không phải bây giờ chúng ta đi sâu vào một ý. Ví dụ có bạn nói là thưa chú là
Cháu muốn là thi là cái chủ đề là tình hình Biển Đông, có được không? Tôi nói rằng là các bạn nhầm rồi, đó là chuyên đề thời sự. Thế bạn nói là không. Thế nhưng mà ở trong nghị quyết cũng có đề cập đến là dự báo cái tình hình thế giới, khu vực và trong nước trong những năm tới cơ mà, có đề cập đến Biển Đông cơ mà. Thế tôi bảo là đúng là nếu nói là nghị quyết thì nó rất toàn diện, rất rộng, nó đề cập nhiều vấn đề. Nhưng nếu anh đi, anh cắt lát nó ra, đi vào một cái nội dung để anh nói thì trở thành anh là cái báo cáo chuyên đề thời sự hoặc là báo cáo chuyên đề nào đó, chứ không phải là nghị quyết. Cái nguyên tắc thứ hai chúng ta cần chú ý là mình phải lựa chọn cái nội dung nào mà nó là cái sở trường của mình, chứ không phải là sở đoản. Tức là cái nội dung mà mình cảm thấy là mình hiểu về nó nhiều nhất, sâu nhất, và thậm chí là mình thích nhất. Thế thì cái gì mình thích, mình có lợi thế thì mình nên chọn. Đừng chọn cái mà mình hiểu biết về nó hạn hẹp. Bây giờ là một cái bạn báo cáo viên ở dân sự, bây giờ chúng ta lựa chọn một cái chủ đề về an ninh quốc phòng thì đương nhiên nó sẽ là khó hơn đối với các bạn báo cáo viên trong quân đội. Một cái bạn là đang làm giáo viên thì các bạn lựa chọn cái lĩnh vực về văn hóa xã hội chắc chắn nó sẽ là phù hợp với cái sở trường của mình. Và cái nguyên tắc thứ ba là chúng ta phải lựa chọn cái nội dung nào mà nó có nhiều cái điểm mới, nhiều cái điểm phát triển, và đặc biệt là nó dễ liên hệ, dễ vận dụng với cái tình hình của địa phương, của đơn vị mình. Đây cũng là một nội dung rất quan trọng. Xin thưa các bạn là mình hãy đặt cái cương vị của mình vào người nghe. Là người nghe thì khi đến nghe chúng ta nói về nghị quyết thì người ta muốn nghe xem thử là mình nói có cái gì mới, cái gì sâu, cái gì hay. Chứ còn mình, nếu chúng ta cứ nói lại mấy cái điều mà ở trong cái nghị quyết, trong văn bản đã có rồi thì chưa đáp ứng được nhu cầu của người nghe. Cái điểm thứ hai là xin nói về cái bố cục của một cái đề cương dự thi về nghị quyết như thế nào. Về kết cấu của nó thì đương nhiên chúng ta nắm rồi, 3 phần: phần đặt vấn đề, phần giải quyết vấn đề và kết thúc vấn đề. Thì phần đặt vấn đề là cái phần mà gợi mở, giới thiệu để chúng ta đi vào giới thiệu nghị quyết. Phần này thì đề nghị các bạn làm ngắn gọn thôi, đừng có dài dòng. Tất nhiên làm sao cho nó hấp dẫn, sinh động. Cái phần kết thúc vấn đề là cái phần mà tổng kết lại những cái gì mà mình đã báo cáo trong một cái buổi thuyết trình. Vấn đề về tư tưởng là định hướng, những vấn đề mà cái người nghe cần phải làm, cần phải quán triệt, cần phải hành động trong cái thời gian tới. Ở đây tôi muốn đi sâu vào cái phần trọng tâm của nó, đó là cái giải quyết vấn đề. Chúng ta lưu ý cho là cái đợt học tập này ấy, là Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh cái ý là nghiên cứu học tập quán triệt, và trong đó nhấn mạnh cái yếu tố nghiên cứu. Thế thì chúng ta với tư cách là cái người hướng dẫn để cho cán bộ đảng viên của mình nghiên cứu nghị quyết, chứ không phải chúng ta là lên để mà đọc lại cái nghị quyết. Thế thì với cái tư cách đó thì cái đề cương của một cái bài thi thì theo tôi cái điều đầu tiên phải là khái quát được về những cái nội dung cơ bản của nghị quyết. Tức là để cho người cán bộ đảng viên nhân dân người ta hình dung được cái nghị quyết này nó đề cập đến những vấn đề gì, tức là nó có bao nhiêu phần với những nội dung ra làm sao, thì mình phải khái quát được. Và sau đó
thì chúng ta mới là phân tích những cái nội dung cốt lõi, những cái điểm mới, những cái điểm phát triển của nghị quyết. Mà đây mới là cái vấn đề quan trọng, cái vấn đề mà người nghe muốn nghe. Đây là vấn đề mà chúng ta, như tôi nói hồi nãy, là hướng dẫn, phân tích, định hướng, gợi mở để cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nghiên cứu nghị quyết. Và trong từng vấn đề đó thì chúng ta cần phải phân tích một cách khoa học, tức là nó phải có cái cơ sở lý luận, rồi trên cơ sở thực tiễn của đất nước, của địa phương, của đơn vị, của đảng mình. Nói cách khác là chúng ta phải chứng minh được cái tính đúng đắn, tính khoa học của cái nội dung mà mình trình bày. Và đồng thời chúng ta phản bác lại những cái luận điệu sai trái, những cái quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, để chúng ta bảo vệ cái quan điểm, nền tảng tư tưởng của đảng. Tuy nhiên là cũng tùy thuộc vào từng nội dung, chúng ta đừng cố cứng. Không phải nội dung nào cũng phải là trên cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác Lênin thế này, tư tưởng Hồ Chí Minh thế này, rồi là cái quan niệm của đảng ta, cái quá trình nhận thức của đảng ta trước đây ra làm sao, bây giờ làm sao. Không phải cái nội dung nào cũng vậy cả. Thế nhưng mà trong một cái bài dự thi của mình thì ít ra cũng một vài vấn đề chúng ta phải có cái phân tích một cách bài bản, từ cái quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin. Thậm chí chúng ta phải có một đôi câu trích dẫn, những cái câu kinh điển của Mác, Engel, Lenin, Hồ Chí Minh, rồi cái tư tưởng Hồ Chí Minh về cái đó như thế nào, và cái quá trình nhận thức của đảng như thế nào, và từ cái yêu cầu thực tiễn nào mà cái nghị quyết đại hội lần này đặt ra vấn đề này, vấn đề khác. Cái tiếp theo trong đề cương thì chúng ta nên nhớ rằng là cái việc mà chúng ta phân tích cái mới, cái phát triển, không phải là để mà nhấn nhá cái câu, cái từ cho nó hay, thậm chí là cho nó vui. Mà ở đây là ta phân tích để ta thấy được cái tính đúng đắn của nó. Ta làm tốt về công tác tư tưởng để tạo sự đồng thuận trong toàn đảng, trong toàn dân, để rồi chúng ta triển khai nó trong cuộc sống như thế nào. Ở như cái câu cửa miệng chúng ta thường hay nói là để cho nghị quyết của đảng đi vào cuộc sống. Thế thì một cái nội dung rất quan trọng khi làm đề cương đó là chúng ta liên hệ, chúng ta vận dụng những cái nội dung của nghị quyết vào cái đơn vị mình, vào cái địa phương mình như thế nào. Trong đó mấy cái điểm lưu ý: khi liên hệ thì chúng ta phải liên hệ một cái khách quan, có cái mặt tốt, có cái mặt chưa tốt. Nhưng đối với cái triển khai nghị quyết thì tôi lưu ý chúng ta cùng mạnh dạn nói những cái mặt chưa tốt, chưa được, để rồi đề ra những cái giải pháp mà khắc phục những cái mặt yếu kém đó như thế nào. Những cái điều tốt cũng là những cái bài học tốt để làm tốt hơn. Nhưng cái quan trọng nhất là những cái nội dung nào ở địa phương mình, đơn vị mình làm chưa tốt, và tới đây phải có những cái giải pháp gì để làm cho nó tốt. Mà cái này mới là cái ăn điểm. Tôi ví dụ như chẳng hạn như là khi mình phân tích đến dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, thế ở cái nghị quyết này phải thêm là dân giám sát, dân thụ hưởng. Thế thì ở phần trước ta thể lý giải vì sao lại bổ sung thêm cái dân giám sát và dân thụ hưởng, trên cơ sở lý luận nào, từ thực tiễn nào để bổ sung những cái như vậy. Thế thì thực trạng ở địa phương, ở đơn vị mình, cái việc dân giám sát đã giám sát tốt chưa, dân đã được thụ hưởng thực sự những cái thành quả của mình làm ra chưa. Thế thì bây giờ tới đây cần có cái cơ chế gì để dân giám sát cho nó tốt, để dân thực sự được thụ hưởng. Thì cái thứ ba là xin lưu ý các bạn về cái làm cái slide trình chiếu.
Thì trước hết chúng ta phải hiểu đúng là cái mục đích của trình chiếu là cái gì. Mục đích của trình chiếu là để mà làm cho người nghe dễ hiểu hơn, dễ tiếp thu hơn. Cái buổi thuyết trình của mình nó được sinh động hơn và để cuối cùng đạt cái hiệu quả tốt hơn. Tức là cái slide nó là cái bổ trợ. Thế thì các bạn lưu ý cho, chúng ta phải lựa chọn những cái hình ảnh, những cái từ ngữ, những cái clip, những cái biểu đồ mà nó thật đắt để đưa lên đó. Chứ không phải là cái màn hình trình chiếu là chúng ta nhồi nhét một cái loạt chữ lên trên đó để chúng ta đọc lại. Cái điểm cuối cùng là cái phương pháp thuyết trình. Thì xin có mấy cái điểm lưu ý các bạn thế này. Cái thứ nhất là khi truyền đạt nghị quyết thì nó có khác với là chúng ta trình bày một cái chuyên đề thông tin thời sự, khác một chút về mặt phương pháp. Nếu như trình bày một chuyên đề thời sự thì đó ta sử dụng cái phương pháp của người báo cáo viên. Thì cái truyền đạt nghị quyết chúng ta kết hợp giữa phương pháp của một người giáo viên, của một người giảng viên về mặt lý luận chính trị với người báo cáo viên. Người giáo viên thì bài bản, khoa học, từ cái kết cấu nội dung cho đến là phân tích, chứng minh các cái luận điểm, các cái vấn đề. Thế còn cái người báo cáo viên thì cái phương pháp chủ yếu là nói chuyện, kể chuyện, là truyền lửa. Thế thì chúng ta nên kết hợp hài hòa giữa hai phương pháp này. Nhưng mà theo tôi thì vẫn nghiêng về cái người báo cáo viên nhiều hơn một chút. Và cho dù là phương pháp nào, nghiêng về đâu, thì chúng ta phải khắc phục được hai cái căn bệnh. Cái thứ nhất là cái tình trạng đọc nghị quyết. Cái này thì nó thực là trong quá trình mà triển khai nghị quyết ấy, nó khá nhiều. Thế nhưng tôi nghĩ rằng là cái triển khai nghị quyết thực tế ở đơn vị, ở cơ sở đã đành. Nhưng mà đi thi mà lên rồi mình cứ mắt căm căm nhìn vào cái tài liệu để đọc, thế thì tôi nghĩ nó chẳng có tác dụng gì cả. Cái thứ hai đó là tham gia hội thi thì nhiều bạn trẻ có trí nhớ rất tốt, hiểu biết tốt, giọng nói hay. Thế nhưng chúng ta lại chưa hiểu đúng về mặt phương pháp. Chúng ta lên là chúng ta học thuộc lòng, nói từ đầu đến cuối, không vấp một từ, không nhầm một chữ. Thế nhưng mà để không để lại một cái ấn tượng nào thật sâu sắc cả. Chúng ta nói nôm na đấy là gọi là cái phương pháp của cái người thi hùng biện ở giới trẻ. Thì cái đó chúng ta cũng cần phải khắc phục. Nhiều bạn hiểu không đúng. Người báo cáo viên soạn ra đề cương thì phải bám vào đề cương chứ. Bám vào đề cương là để bám vào cái khung, cái sườn, những cái nội dung chính, rồi những cái câu trích dẫn, những cái số liệu quan trọng. Có thể người báo cáo viên phải sử dụng cái tài liệu, cái đề cương của mình để bổ trợ chứ. Chứ có ai bắt người báo cáo viên phải là thuộc lòng để lên mà nói đâu. Chúng ta phải hiểu cái đó cho nó đúng. Tất nhiên không phải là như tôi nói là đọc từ đầu đến cuối, không đúng. Thế nhưng mà ngược lại thoát ly hoàn toàn cái đề cương cũng không đúng. Thế thì làm sao mà để khỏi phải đọc? Thế thì cái điều đầu tiên đương nhiên là chúng ta phải nắm thật sâu, thật chắc cái nội dung mà mình cần trình bày. Chỉ có khi anh nắm thật sâu, thật chắc vấn đề, thật rộng vấn đề, thế thì anh mới đủ tự tin để thoát ly được đề cương. Cho nên là tôi đã từng tâm sự với một số người, một số bạn báo cáo viên trẻ, là cái người báo cáo viên phải biết 10 để nói 1. Thôi thì mình không được 10 thì cũng phải được 2-3, phải biết 2-3 để nói 1. Chứ còn mình biết 1 mà nói 1 là bí rồi. Quên một từ, quên một câu là tắc luôn.
Cho nên là chúng ta phải hiểu thật sâu, thật rộng cái vấn đề mình cần trình bày, để mà chúng ta đủ cái kiến thức, đủ cái ngôn ngữ để chúng ta xử lý trong quá trình báo cáo. Thì như thế thì mình mới tự tin để thoát ly đề cương và hiểu sâu về nó, rồi tâm huyết về nó. Thì khi mình trình bày vấn đề, mình mới thể hiện được cái tình cảm, mình mới truyền lửa được, truyền được cái ngọn lửa nhiệt huyết của mình đến với người nghe, truyền được những cái nội dung, cái tình cảm của Đảng, cái ý chí của Đảng, cái lòng dân ở trong cái nghị quyết đến với người nghe. Cái thứ hai là khi mà chúng ta thuyết trình thì chúng ta cần chú ý là chúng ta nắm ý, chứ không phải là thuộc lòng cái câu chữ. Đành rằng khi chuẩn bị có những cái nội dung mà ban tổ chức yêu cầu là mình phải là viết cái đề cương chi tiết, câu chữ đàng hoàng. Mình viết, nhưng mà khi mình trình bày, mình trình bày theo cái gạch đổi dọc. Tôi nói nôm na gạch đổi dọc, cái ý thôi, mấy cái ý gạch ra đó để theo trình tự của nó, để mình khống chế được các cái nội dung đừng bỏ sót, rồi là cái thời gian cho nó phù hợp. Nhưng mà từ cái ý đó thì nói cái gì đó là cái ngôn ngữ của mình, do mình hiểu, mình nắm kỹ, nắm sâu để mình trình bày. Cái thứ ba là để cho tự tin, để cho trình bày thật lưu loát, rồi ngày càng có hiệu quả, có ấn tượng, thì chúng ta phải luyện tập thật nhiều. Luyện tập một mình này, khi mà luyện tập một mình tốt rồi thì nên là luyện tập trước nhiều người để rèn luyện cái bản lĩnh tâm lý, rồi là xác định cái thời gian, thời lượng cho nó phù hợp. Và cái điểm cuối cùng là để cho cái bài nói của mình nó hấp dẫn, sinh động, hay là anh em mình thường hay nói là để nó khỏi buồn ngủ, thì các bạn lưu ý cho là trong quá trình nói thì mình nên có cái thay đổi về cái tốc độ, có thể khi nhanh, khi chậm, khi vừa phải, rồi khi trầm, khi bỏng, rồi có nhấn nhá một chút. Những cái nội dung nào mình tâm đắc, hay những cái nội dung nào mà đáng chú ý, mình có thể nhấn nhá một chút, thì có như thế mới gọi là không gây buồn ngủ, và cái bài nói của mình nó sinh động hơn, hấp dẫn hơn, để lại cho người nghe những cái thông tin cần thiết và cả những cái tình cảm tốt hơn. Thế thì với những cái hiểu biết của mình nó cũng chưa phải là nhiều, thế nhưng mà dù sao cũng là những người đi trước và cũng là tâm huyết với nghề, hôm nay tôi xin trao đổi một vài ý với cái mong muốn là có thể là giúp đỡ thêm được các bạn trẻ khi mà chuẩn bị cái việc tham gia hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên về nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 cho nó tốt hơn. Xin chúc các bạn chuẩn bị thật tốt và thành công khi tham gia cuộc thi này. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.